Rồi mới mua cái bàn phím mà. Cái bàn phím này bấm cực kỳ nhẹ luôn nha. Chả biết nó xài cho cái gì á. Mà cổng USB. Cổng USB ha. Thấy còn nguyên tem luôn nè. Đó, tem đó. Còn nguyên tem nha, hai tem còn nè. Đây model MK15E. Con này chút báo giá, con này bằng inox nha. Báo giá luôn đi. Con này 120 đi. Cái thùng CPU này nãy có quay rồi ha. Thùng CPU này Atom EL1600. Con này bấm chắc là ứng dụng mà còn vô win đó. EL1600. Này là quạt 2 tấc, và 2 tấc này 200 đi. Quạt này chắc 15 cm quá. 15 cm này chắc 150 đi, và 22 nha. Rồi, hãy có nhu cầu liên hệ ha. Mấy nguồn. Mấy nguồn này đang bán ở đây thì 90 đi, còn trên mạng chắc 100.000 nha. Mấy nguồn này còn đang xài tốt, còn đeo. Này thường là về chạy đèn LED hay là gì đó. 12V lên tới 18A, 17A, 18A. Rồi, ai có nhu cầu liên hệ, cảm ơn nhiều.